Blockchain được nói tới rất là nhiều ở trong cái thời gian vừa qua. Như các bạn cũng đã biết thì khi mà thị trường cryptocurrency của chúng ta nó ngày càng phát triển bùng nổ và qua đó thì có rất là nhiều những cái layer 1 và layer 2 ra đời. Và chính vì những cái điều đó thì nó làm cho cái dòng tiền ở trong cái thị trường của chúng ta nó ngày càng trở nên bị phân mảnh hơn. Và qua đó thì nó tạo ra rất là nhiều những cái rào cản hạn chế cho cái sự phát triển của thị trường crypto sau này. Và khi đó thì nó đưa ra một cái bài toán mà đó là làm sao mà có thể là kết nối được những cái blockchain đó với nhau, cũng như là luân chuyển tài sản giữa các blockchain đó với nhau một cách dễ dàng hơn. Thì khi đó thì blockchain ra đời. Và như các bạn cũng đã biết đó là ở trong cái thời gian vừa qua ấy, thì chúng ta nghe tới layer zero rất là nhiều này, hay là Wormwood, rồi một số những cái dự án khác mà cũng đã ra và làm về cái mảng blockchain như là Synapse Protocol hay là Connect Network, dự án Next ấy. Đó, và chắc hẳn thì cái trend về blockchain ấy nó sẽ là một cái trend rất là lớn ở trong cái mùa tới. Và ở trong mấy ngày hôm nay thì chúng ta đã nghe tới một cái dự án làm về mảng blockchain này, đó chính là Polyhedra. Và cái dự án ấy hiện tại bây giờ nó đang chuẩn bị mở bán ở trên Zoomstar của sàn OKX. Và khi mà các bạn tham gia cái Zoomstar này của OKX thì các bạn có cái cơ hội đó là nhận miễn phí cái đồng token Polyhedra này với cái mã token đó là ZK các bạn nhé. Một cái mã token rất là dễ nhớ, nó đại diện cho cả cái công nghệ ZK luôn đúng không? Và ở đây này thì hiện tại bây giờ nó đang chạy cái chương trình Zoomstar này, thì các bạn tham gia cái chương trình này khá là dễ nhá. Và nếu như các bạn nhìn thấy ở trước đó ấy, thì chúng ta thấy là có một số những cái dự án nổi bật ở đây mà những người mà tham gia cái chương trình Zoomstar này cũng đã trúng và kiếm được cái lợi nhuận rất là cao. Điển hình đó chính là dự án Sui cũng được triển khai trên Zoomstar và có rất nhiều người tham gia và đã có được cái thành quả và có được cái lợi nhuận rất là lớn, hiện tại bây giờ lên tới là 1.976%. Hay là dự án Taki ở đây thì cũng lên tới là 1.497% này, rồi LT cũng lên tới là 2.189%. Đó, với cái tỷ lệ ROI rất là cao mà chúng ta có thể là tham gia hoàn toàn miễn phí ở đây. Và ở thời điểm hiện tại thì cái thời gian mà bắt đầu để cho chúng ta tham gia ấy, đó là từ ngày 15 tháng 3 của năm 2024 ở đây nhá. Thì ở trên này này, để mà chúng ta vào chỗ mà tham gia Zoomstar trên OKX thì các bạn vào OKX.com, sau đó thì các bạn vào chỗ trưởng này, sau đó thì các bạn vào chỗ Zoomstar này. Đó, nó rất là dễ thôi. Sau khi vào đây thì nó hiển thị như màn hình của mình ở đây. Sau đó thì các bạn vào chỗ xem chi tiết ở đây nhé. Thì nó sẽ ra cái việc mà đang mở bán Zoomstar cái đồng token ZK này. Đó, và thời gian thì bắt đầu là còn khoảng 3 tiếng nữa, tức là nó rơi vào khoảng độ đâu đó là 1 giờ chiều ngày hôm nay á. Đó, thì trong cái khoảng thời gian này thì các bạn có ETH này, có BTC ấy, thì các bạn chuyển vào OKX, các bạn tham gia staking ở trên OKX và các bạn chỉ cần đăng nhập vào đây này, sau đó thì các bạn vào mục stake BTC hoặc là Ethereum đây, sau đó thì các bạn tham gia stake là các bạn sẽ đủ điều kiện để mà tham gia dự án ZK này các bạn nhé. Ở đây này, đó, ví dụ như là các bạn stake bằng BTC thì các bạn ở đây, còn đâu là các bạn stake bằng Ethereum thì các bạn để stake Ethereum ở đây nhé. Và nếu như bạn nào mà chưa có cái sàn OKX ấy, thì mình có để link đăng ký ở dưới chân video, thì các bạn vào đăng ký này, sau đó thì các bạn xác minh danh tính KYC ấy. Thì KYC của OKX này nó rất là nhanh thôi, hôm trước mình làm từ đăng ký đến xác minh ấy, thì nó đâu đó chỉ có 30 phút đến 1 tiếng thôi, nó khá là nhanh. Thì khi mà xác minh KYC xong thì chúng ta sẽ chuyển ETH và Bitcoin vào, chúng ta tham gia cái chương trình Zoomstar này, hoặc là chúng ta chuyển USDT ấy, sau đó chúng ta mua ETH và BTC ấy, để cho chúng ta tham gia nhé. Và ở đây thì nó sẽ giới hạn cái lượng mà BTC và ETH như là 0,3 BTC và 3,5 ETH để cho các bạn nắm được nhé. Đây các bạn vào đây xem chi tiết ở đây này.
Đó, và cái lượng mà phân bổ token cho BTC mà các bạn đem stake pool là 3 triệu ZK, và với ETH staking là 3 triệu ZK, nó phân bổ đều tổng là 6 triệu, và cái thời gian là từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 3. Và ở đây là các bạn stake tối đa là 0,3 BTC này, 3,5 ETH ở đây, và chỉ có một số nước là không được tham gia ở đây, thì có Trung Quốc, Hồng Kông và Hàn Quốc này. Điều kiện đủ để các bạn tham gia đó là các bạn phải hoàn thành xác minh tài khoản và KYC nhé. Đó thì các bạn đăng ký ở dưới link của mình thì các bạn tham gia này. Rồi sau đó thì các bạn vào tham gia staking BTC và ETH thôi. Sau đó thì các bạn có cái cơ hội nhận được cái đồng cần Polyhedra ở đây. Và đây là cái tính toán để các bạn có thể là nhận thưởng ở đây nhé. Đó, ở đây thì nó giới thiệu khá là chi tiết về cái hướng dẫn cái chương trình staking và hủy staking. Khá là dễ dàng đúng không? Và dưới này thì họ chia sẻ về cái dự án Polyhedra này, cái total supply của nó là 1 tỷ token, và ở đây thì nó chia ra thành dành cho team là 10% này, để phát triển dự án là 15%, cộng đồng và airdrop là 15%, nhà đầu tư là 28%, ecosystem network incentive là 32%. Thì chúng ta thấy là cái dự án này nó dành cho quỹ đầu tư khá là nhiều nhá, nên là cái khả năng cái dự án này sau này bọn quỹ nó sẽ làm giá khá là nhiều đấy. Ở đây chúng ta thấy ở đây là cái phân bổ tokenomics nó rõ ràng hơn, thì các bạn có thể là vào đây các bạn xem chi tiết này. Đó thì cái việc mà chúng ta tham gia cái Zoomstar này khá là dễ đúng không, thì các bạn có thể là vào các bạn tham gia nhé. Ok, thì bây giờ thì chúng ta tìm hiểu qua về cái dự án Polyhedra này nó là gì, như là nó có tiềm năng hay không. Thì sang bên đây này, đây là trên trang chủ của cái dự án Polyhedra này. Thì cái dự án này họ giới thiệu họ là một cái giải pháp blockchain giúp cho kết nối những cái dự án với nhau, cũng như là giúp các dự án về Web3 hay là những cái dự án blockchain có thể là mở rộng một cách rất là dễ dàng hơn bằng cái cách sử dụng cái công nghệ Zero Knowledge ở đây. Đó, và dưới này thì họ sử dụng cái công nghệ đó là ZK Bridge ở đây nhá. Thì với cái ZK Bridge này thì nó sử dụng cái ZK Snake để mà phát triển cũng như là xây dựng cái bộ công cụ ZK này. Và khi mà nó sử dụng cái bộ công cụ ZK Bridge này ấy, thì nó đảm bảo cái tính năng bảo mật cho cái người mà lưu chuyển tài sản, như là người mà tương tác giữa những cái blockchain ấy, nó rất là đảm bảo và nó có tính bảo mật cực kỳ cao nhé. Ở dưới này thì ở đây là một số những cái sản phẩm mà hỗ trợ cho Polyhedra phát triển việc mà xây dựng cái blockchain của mình, thì các bạn vào đây các bạn tìm hiểu thêm về những cái sản phẩm này. Đó, và ở dưới này thì các bạn có thể là trao quyền cho những cái dự án Web3 bằng cách cách sử dụng cái công nghệ ZK. Nó có khá là nhiều những cái tính năng, ví dụ như là nó giúp mà tăng cái khả năng tương tác bằng cái cách sử dụng cái công nghệ ZK Bridge như vừa nãy mình chia sẻ. Cái thứ hai là giúp tăng cái khả năng mở rộng cho những cái dự án mà ứng dụng cái công nghệ ZK Zero Knowledge của Polyhedra, như là tăng cái khả năng tương tác giữa các module với nhau bằng cái ứng dụng cái công nghệ của dự án này nhá. Và ở dưới này thì họ chia sẻ về cái hệ sinh thái của nó ở đây, thì chúng ta thấy là khá là đa dạng ở đây. Ở đây thì rất là nhiều những cái tên nổi bật như là Binance này, Mantle này, Phantom này, Animoca Brand, Layer Zero, Celestia, Manta, Pixel Network này, Arbitrum, Polygon. Rất là nhiều những cái layer 1, layer 2 khá là nổi tiếng, và những cái bộ công cụ DeFi đây. Và ở dưới này thì bây giờ cái dự án này nó đã có tổng là hơn 20 triệu cái lượt tin nhắn, và có trên 25 cái blockchain đây tại đang được phát triển như là support bởi Polyhedra, và cái hệ sinh thái cũng như là những cái partner với cái Polyhedra này là hiện tại là trên 80 các bạn nhé. Và dưới này đây là những cái tin tức liên quan đến cái dự án Polyhedra này, các bạn vào đây các bạn click vào đây các bạn đọc nhé. Và ở xuống dưới này thì chúng ta nhìn thấy cái đội ngũ backer cái dự án này, ở đây thì nhìn thấy toàn những cái tên tuổi rất là khủng thôi. Binance Lab này, Polychain Capital,
OKX Venture, Animoca Brand, Dao 5 Hexcase, rồi KuCoin này. Toàn những cái tên tuổi sừng sỏ thôi. Binance Lab khả năng là ở trong cái đợt này á, thì nó đang lo pool cái dự án Ether Phi á, nên là khả năng là nó không lo pool được cái dự án Polyhedra này ở trong cái thời điểm này. Nhưng mà mình tin là trong cái thời gian tới á, khi mà blockchain nó bùng nổ ấy, khả năng là sàn Binance nó cũng sẽ lead cái dự án Polyhedra này lên các bạn nhé. Đó, ở trên trang chủ này này thì các bạn có thể là vào đây các bạn tìm hiểu về cái ZK Bridge của nó ấy, là cái cầu xuyên chuỗi ứng dụng blockchain mà luân chuyển tài sản cũng như là nhắn tin giữa những cái blockchain với nhau bằng cái công cụ đó là ZK Bridge này. Ở trong này thì họ cũng chia sẻ về ZK Bridge nó là gì này, cũng như là những cái tính năng của nó, nhưng là ưu nhược điểm thì các bạn có thể là vào đây các bạn xem nhé. Và cái ZK Live Science này thì nó cũng sử dụng cũng như là ứng dụng những cái công nghệ của Layer Zero để mà tích hợp và phát triển cái dự án của mình. Thì Layer Zero nó quá nổi tiếng với cái công nghệ Omnichain trong cái mảng blockchain rồi, và nó sẽ giúp cho những cái dự án có thể là tương tác như là xây dựng ở trên Layer Zero một cách rất là dễ dàng ở đây. Và cái ZK Live này thì nó cũng sử dụng ZK Snake để mà phát triển ở trên nó cũng như là build ở trên nó nhé. Và ngoài ra nó xây dựng ở trên Layer Zero thì nó đã chia sẻ rất chi tiết rồi. Ở dưới này thì đây là một số những cái ưu điểm của cái dự án này á, thì họ cũng chia sẻ rất là chi tiết ở đây, ví dụ như là cái việc mà giảm phí giao dịch rất là nhỏ này, cũng như là thân thiện với lại những nhà phát triển. Ngoài ra thì nó mang những cái tính bảo mật rất là cao khi mà sử dụng cái công nghệ ZK đó. Ở dưới này thì đây là những cái chain mà họ đang support cũng như là hỗ trợ mà có thể là luân chuyển tài sản chuỗi chéo với nhau này, như là tương tác tin nhắn với nhau ở những cái trên này. Đây ví dụ như là có Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, OpenBNB này là layer 2 trong của sàn Binance nhé, và Polygon này, Arbitrum hay là Avax, Phantom, Linear, Celo, Optimism, rất là nhiều những cái dự án ở đây, Moonbeam này, Mental này, Bay này, Mata. Đó, gần như là những cái dự án lớn nhỏ thì nó đều hỗ trợ luân chuyển tài sản hết, và dưới này là cái hệ sinh thái của nó khá là đa dạng ở dưới này. Ngoài ra thì ở dưới này thì nó còn số những cái thông tin về cái ZK này, thì các bạn có thể là vào các bạn đọc nhé. Và bên này này thì khi mà các bạn muốn tham gia min NFT ấy, thì các bạn có thể là vào đây các bạn min NFT, và ở đây thì các bạn có thể là luân chuyển tài sản cũng như là chuyển cái NFT của chúng ta qua những cái trên này ở đây, ví dụ như Mental thì hiện tại nó đang chuẩn bị sắp hỗ trợ nhé. Và bên này đây là Messenger ấy, thì ở đây thì các bạn có thể là gửi tin nhắn giữa những cái trên khác nhau, nó khá là tiện lợi. Như mình vừa nói ấy, bình thường như những cái giải pháp cầu hiện tại thì nó chỉ cung cấp về cái việc đó là luân chuyển tài sản thôi, nhưng mà nó không có cái khả năng tương tác, tức là không nói chuyện được với nhau ấy, nên là thành ra là nó rất là khó trong cái việc mà xác nhận là nhận được chưa hay là chưa nhận được. Nhưng mà ở đây chúng ta có thể là giao tiếp với nhau nó khá là tiện, ví dụ như là mình muốn chuyển tiền cho bạn, mình nhắn tin cho bạn trên Zalo, Facebook ấy, đó thì sau đó thì hoàn tất cái quá trình chuyển. Thì ngày xưa thì khi mà chưa có cái công nghệ Omnichain của Layer Zero, hay là bây giờ có rất là nhiều những cái công nghệ mới như thế này, thì mọi người chỉ chuyển tài sản thôi chứ không giao tiếp được với nhau. Thì hiện bây giờ ấy, có thể là giao tiếp với nhau ứng dụng những cái công nghệ mới ở đây đó. Và đây thì chúng ta có thể là chọn trên, chọn cái ví ở đây, nó cũng rất là tiện lợi đúng không? Ngày xưa thì chúng ta chỉ biết chuyển thôi, nhưng mà biết đâu được là nó đến hay không, nếu đâu chuyển nhầm đúng không. Bây giờ thì chúng ta có thể là giao tiếp và chuyển lại với nhau, nó khá là tiện. Và đây thì các bạn có thể là luân chuyển tài sản ở trong cái hệ sinh thái của BNB nhé. Khi mà sử dụng cái BNB này thì cái việc mà luân chuyển tài sản nó kỳ thấp, cái chi phí nó cực kỳ thấp ấy. Đó, rất là tiện. Ngoài ra ở đây thì các bạn tìm hiểu thêm về những cái liên quan đến developer, tức là những cái người mà builder ở đây nhá. Đó, ngoài ra thì vào đây các bạn tìm hiểu về cái hệ sinh thái của nó ở đây này. Ví dụ như là ở đây thì họ chia sẻ cái ZK Bridge của họ thì hiện tại bây giờ đang có 81 cái hệ sinh thái xung quanh nó. Ở đây thì nó chia thành từ mảng layer 1 này, layer 2,
cơ sở tầng gaming này, metaverse này, LT, DID hay là DeFi. Ở đây nó có cả Bitcoin ecosystem nhá. Mình vẫn nói về cái chain này khá nhiều thì các bạn chú ý này, ở đây đó có rất là nhiều những cái con liên quan đến cái hệ sinh thái của Bitcoin. Sau này khả năng là cái chain này nó sẽ làm chain rất là lớn. Đó, ở đây chúng ta thấy Anibuka Brand, Arbitrum, tất cả ở đây layer 1 ở đây thì có BNB này, CoinDAO này, Phantom này, Celo này, ở đó. Thì các bạn vào đây các bạn tìm hiểu sâu hơn ở đây nhá. Ok, thì chắc hẳn là đến đây thì các bạn cũng đã hiểu về cái dự án Polyhedra này, một cái dự án mà nó ứng dụng cái công nghệ ZK, một cái công nghệ mới, và chắc chắn là nó sẽ là tương lai và được mọi người FOMO rất là nhiều. Cái thứ hai nó làm về một cái sản phẩm, đó là blockchain, một cái xu hướng của tương lai mà có thể là giúp cho những cái blockchain và tương lai của cái ngành crypto nó phát triển ấy, thì chắc chắn là nó sẽ rất là cần thiết ở sau này, một cái nhu cầu rất là thiết yếu đúng không? Đó, về sản phẩm hay về một thứ là các bạn hiểu về cái dự án này rồi. Về cái tiếp theo thì chúng ta tìm hiểu về cái cộng đồng của nó ấy. Và đây chúng ta thấy này, cái số lượt follow ở trên Twitter của nó lên tới là 975.000 người, gần 1 triệu người. Một cái dự án mà chưa lan token mà chúng ta thấy là cái lượt follow của nó cực kỳ lớn như thế này, thì chứng tỏ là nó được cái cộng đồng cực kỳ quan tâm, như là nó cũng phải có những cái tiềm năng rất là lớn thì nó mới được cộng đồng quan tâm nhiều như vậy. Và chúng ta thấy là những cái bài đăng ở đây này, cái lượt tương tác như là lượt chia sẻ ở đây rất là nhiều. Đó, tất cả những cái bài đăng của nó thì đều được rất là nhiều người quan tâm ở đây. Các bạn có thể là vào các bạn xem chi tiết ở của nó này. Đó, ví dụ như là ở đây chương trình triển khai Zoom Star ở trên OKX ấy. Ở đây thì chúng ta thấy là nó cũng liên tục cập nhật rất là nhiều những cái thông tin ở đây liên quan đến cái quá trình phát triển của nó, cũng như là những cái việc mà nó hoàn thành những cái lộ trình roadmap của nó như thế nào. Nó chia sẻ khá là chi tiết. Mình đánh giá khá là cao đối với cái dự án Polyhedra này, về cách làm, về tầm nhìn, cũng như là về cái xu hướng, nắm bắt xu hướng sắp tới. Ok. Và cái tiếp theo thì chúng ta tìm hiểu về cái quỹ đầu tư đúng không? Thì sang ở bên đây thì chúng ta thấy là nhìn vào đây thì chúng ta thấy là những cái quỹ đầu tư thì nó toàn là những cái nhà đầu tư rất là lớn và quỹ đầu tư sừng sỏ thôi. Vừa nãy ngay trên website chúng ta đã thấy rồi. Ở đây thì có Polychain Capital, nó đầu tư tận 3 round nhé. Thì chúng ta để ý những cái dự án nào ấy mà được nhiều cái quỹ mà nó đầu tư kiểu như 2 round, 3 round ấy, thì đó là những cái dự án tiềm năng. Đó là những cái dự án mà nó hoàn thành những cái lộ trình roadmap của nó viết ra này, cũng như là những cái kế hoạch của nó đưa ra, nó làm, nó hoàn thiện đúng cái lộ trình ấy, thì những cái quỹ đó họ mới tiếp tục rót vốn. Thì ở đây chúng ta thấy là Polychain Capital nó đầu tư cả 3 vòng, hay là Binance Lab ở đây thì có đầu tư và cũng là lead ở trong cái vòng Strike Round này. Nên là mình mới nói là Binance trước sau gì cũng sẽ lead cái dự án này. Và ở đây chúng ta thấy Huskay cũng đầu tư 2 vòng này, hay là Animoca Brand, một cái quỹ đầu tư cũng khá là nổi tiếng, hay đầu tư vào những cái dự án thiên về game, nhưng mà với dự án này nó cũng đầu tư 2 vòng ở đây, thì chứng tỏ là nó cũng rất là tiềm năng, và nên là được nhiều cái quỹ tin tưởng như vậy nhá. Và chúng ta thấy hiện tại bây giờ số tiền mà nó huy động được ở đây là 45 triệu đô. Ở cái vòng Serie A này thì hiện tại bây giờ chúng ta không biết là OKX nó đầu tư bao nhiêu tiền vào đây, nó không có thông báo cụ thể. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là cái việc mà phân bổ cho quỹ ở đây á, bán cho quỹ là lên tới là 28% thì phải. 28% là 280 triệu token, 280 triệu token. Mình lấy ví dụ ở đây họ huy động được 50 triệu đi, thì cái giá token của nó đâu đó là khoảng, giá bán của nó đâu đó là khoảng 0,25, 0,2 đô nhé, thì nó đâu đó khoảng 0,2 đô đi. Nếu mà chúng ta biết được cái số tiền đây được ở đây thì chúng ta sẽ tính chuẩn hơn, nhưng mà nó sẽ khoảng đó. Vậy thì sau này khi mà nó lít lên sàn ấy, thì thường thường mình thấy là hiện tại bây giờ những cái dự án nó lít sàn nó đang giá nó cao hơn những cái vòng mà gọi vốn ấy, là tương đương với khoảng 10 lần gì đó. Mình tính trung bình như vậy thì giá của nó khi lít sàn thì khả năng là nó sẽ loanh quanh đâu đó khoảng là 2,5 đến 3 đô. Ở đây thì nó chưa cái công bố cái token unlock ở cái thời điểm ban đầu. Tuy nhiên thì thường thường ấy, nó sẽ đâu đó là khoảng từ 11 đến 20%.
thì mình lấy ví dụ như là trung bình là 15% đi, 15% mà nhân với lại khoảng 2,5 đến 3 đô, có thể là lít thời điểm ban đầu nó cao hơn ấy, thì tương đương cap của nó đâu đó khoảng 4-500 triệu. Thì với cái cap đó thì mình nghĩ là nó sẽ hợp lý thôi, đối với một cái dự án nền tảng mà nó tương lai á, thì khả năng là như vậy. Mình cũng hy vọng đó là cái dự án này nó có mức giá khoảng dưới 2 đô, và 1,5 đô thì đẹp quá, thì chúng ta có thể là mua gom cái dự án này, và mình tin cái dự án này nó sẽ lít lên sàn Binance ở trong tương lai á. Đó, và hiện tại bây giờ thì chúng ta tham gia Zoomstar thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được hoàn toàn miễn phí các bạn nhé. Ok, thì trên đây là cái chia sẻ của mình về cái dự án Polyhedra, như là những cái tiềm năng hay là những cái cơ sở để các bạn có những cái hướng để đầu tư đối với cái dự án này. Và nếu như các bạn chưa có sàn OKX ấy, mà các bạn muốn tham gia Zoomstar thì các bạn nhớ ủng hộ mình nhé. Mình thì mình làm video mình chia sẻ hoàn toàn miễn phí, phân tích những cái kiến thức rất là sâu, thì mình cũng hy vọng đó là các bạn ủng hộ mình bằng những cái việc mà các bạn đăng ký tài khoản ủng hộ mình trong cái thời gian này và sắp tới các bạn nhé. Ok, và nếu như các bạn thấy video của mình hay á, thì đừng quên cho mình một like cũng như là chia sẻ video của mình đến với những người bạn của bạn đang cần. Và ở bên đây này, đây là cái kênh Twitter của mình. Nếu mà các bạn chưa follow thì hãy follow để được cập nhật những cái thông tin mới nhất. Mình chia sẻ rất là nhiều những cái bài viết về kiến thức nền tảng như là những cái dự án tiềm năng ở trên này, để cho các bạn có những cái kế hoạch đầu tư, lộ trình nó chuẩn hơn cho cái quá trình đầu tư của các bạn nhé. Và bên này này, đây là cái kênh YouTube Ngọc Tuyên Crypto của mình. Nếu mà các bạn chưa follow kênh thì hãy follow kênh để được cập nhật những cái video vô cùng có giá trị trong thị trường cryptocurrency. Trong kênh thì mình phân tích rất là nhiều những cái dự án tiềm năng để cho các bạn có thể là tham gia đầu tư cũng như là tìm hiểu và ra quyết định đầu tư chọn dự án cho mùa năm 2024-2025 các bạn nhé. Và video của mình xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn đầu tư thành công.